cái động viên ban giám khảo ăn hết một cái. Ăn quá rồi. Nhìn trông thì xấu xấu nhưng ăn là rất ngon ạ. Đấy. Chúng em đây là gạo, chúng em lấy gạo không phải là gạo nếp ở ruộng các bạn. Gạo nương nhưng mà cái màu nó màu cái màu của gạo nếp nương nó không được trắng sáng ạ. Cái này là do thời tiết đấy. Cái này là do nhưng mà để về hình thức thì chúng ta nên chọn cái loại gạo nào mà nó trắng chứ. Chị thử đi, chấm điểm phải thử chứ. Không thì người ta bảo mình không biết ngon được. Chất lượng mới là cái cuối cùng đúng không ạ? Chấm mà không thử họ bảo mình chấm dối đấy. Đến nó ngọt quá. Lấy ngọt quá. Bánh ngọt quá. Nhà có điều kiện hơi nhiều đường. Sau yên tâm chị ạ, ngọt quá anh nhỏ là ban giám khảo là chưa sang nhà kia là còn thấy ngọt hơn nữa cơ. Thì đang bị ngán cái ngọt rồi. Có trang trí, có thời gian đảm bảo. Còn lại thì cơ bản là bánh thì không đồng đều kích thước đảm bảo. Nhưng màu màu bánh màu vàng là hơi đen, hơi nhân thì hơi quá, hơi sữa. Cảm ơn nhé, để đây nhé, để đây nhé. Đây, có lẽ là mâm bên này sẽ là đặc sắc nhất đấy mọi người. Thế. Đấy, bây giờ lại còn có xôi vừng à? Tinh một ngày ạ. Kính thưa ban giám khảo, đây là còn thuyết trình không ạ? Đây là đồ bánh của đội xã. Em có chuẩn bị em cô vai bánh và em trang trí giữa cái mâm này là hình trái tim xen kẽ với những bông hoa thể hiện cho tình yêu, và từ tình yêu thì mọi cái rồi sẽ đơm hoa trơn sinh sôi và đơm hoa kết trái. Dưới thế này là xôi thể với bọn em rắc một chút cacao lên thể hiện cho nó giống như một miền đá xám mà người dân ở vùng cao nguyên đá này đang sinh sống. Từ miền đá xám này các cây thể các nhánh cây này, bông hoa này thể hiện lên cho sức sống của con người của vùng cao nguyên đá này. Những bông hoa này thể hiện cho sự đoàn kết của các dân tộc của xã Khô Vai nói chung cũng như là ở huyện Mèo Vạc xã Khô Vai nói riêng và huyện Mèo Vạc của chúng ta nói chung. Và sự đoàn kết này thì cũng mong là phần tiến tới sẽ làm một trong những cái tiền đề để tạo nên sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương, và sau này sẽ là một cái sự phát triển vững chắc để đời con cháu đời đời ấm no. Và đây là cái bài thuyết trình rất là nhỏ nhỏ thôi ạ. Quá tuyệt vời. Chị cất cho em một cái bánh. Nhà này giỏi nhất là cái chát. Trang ơi, lấy kéo ra em ơi. Lấy kéo ra cắt một cái bánh đều nhá, nghĩa là các loại những cái bánh này đều kích thước cũng đều nhau, kích thước đều nhau, trang trí cũng đẹp, và này còn cô hướng dẫn viên chị nói về nguồn gốc mình rất chuẩn, rất chuẩn, rất cần mọi thứ khán giả rất là ủng hộ chủ nhà ấy nhá. Các bé trong cái thể nghệ của khi là phải làm bánh nhân ngọt, thế mà em làm nhân ngọt không nói là ngọt đâu, không là cái đấy không nói, ý là yêu cầu xanh là được xanh thôi ạ. Từ cây kéo rồi này, cây kéo vàng mà biết rồi. Đấy. Cô này giải nhất, cô đầu tiên giải nhì. Em mời ban giám khảo thưởng thức ạ. Bánh này thì là được giá ở trên gạo nếp trồng ở trên xã Khô Vai này đấy. Tất cả đều làm từ trong của xã. Nhìn từ màu với cách trang trí là đẹp rồi. Tinh mỹ đẹp. Đấy này đấy. Đây em thử một miếng nha. Vâng ạ. Thêm không tí cho em cả cái bánh này em không ăn hết đâu. Đấy cho du khách, cho du khách thử nghiệm ở đằng kia. Tí nữa được thử, bây giờ phải chiêm ngưỡng trao giải xong. Không thử thì thử cái bên kia được. Chứ không phải là không cho thử, phải trải nghiệm chứ. Cái này không bị quá dẻo. Cho nên là cảm ơn các cô, cảm ơn xã. Thì cơ bản thì theo cái tỷ lệ của hội thi thì về màu bánh, về nhân bánh, về màu bánh trước này, về ưu điểm trước là cơ bản là màu rất là đảm bảo. Thôi bây giờ thì đợi trang trí, đảm bảo thời gian, đảm bảo có kèm thêm là sáng tạo, đó là thuyết trình. Và tuy nhiên thì về cái kích thước thì một số đồ nhỏ nhưng con trội hơn các đội khác là về cái kích thước là đồng đều hơn một chút, nhưng mà vẫn có cái là nó cũng vẫn chưa đảm bảo. Mấy lại cái nhân em có giải thích một tí là cái này bọn em muốn không, cái này không nói nhá, cái này không nói, đang nói ví dụ cái này nó vẫn nhỏ hơn, đúng chưa? Cái này to hơn, cái hai cái này nhỏ hơn, cái này nhỏ hơn, ví dụ thế. Mấy lại cái nhân thì là trước khi diễn ra để tổ chức hội thi thì ban tổ chức cũng đã kiểm tra rồi, thì cái nhân là hơi nhão. Cơ bản thì về cái quy định về nhân là đảm bảo đúng theo cái tỷ lệ. Cảm ơn nhé. Cứ để nguyên như thế nhé. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em cảm ơn giám khảo.
chưa biết là chuẩn bánh như thế nào, nhưng mà ăn thấy ngon. Và đây là đã họ đã chuẩn bị gần như là xong với các tiết mục chấm điểm xong rồi mọi người ạ. Hiện tại thì bây giờ Khánh mời tất cả mọi người theo chân của Khánh để đi khám phá thêm những cái tiết mục khác, với lại khám phá thêm những cái bản sắc dân tộc khác nha mọi người nhé. Mình sẽ đi sang bên kia.